Thank you.
tên ơi, cầm canh. Anh ơi cầm tên. Ai ai cầm tên bà đi nha. Hết để cái lấy đi. Hả? Bye bye ma ta bo a con a da ma tau. Cầm cha ba tau to ki ma. Cầm cha ba tau to ki ma ta. Thank you.
không phải là anh mới lặng. Hỏi vong còn thiếu cái gì, xong rồi thiếu thốn cái gì thì nhà thầy trao cho. Bạn nào biết hỏi thì vào hỏi đi. Ngọc ơi, làm xong chưa? Lên hộ cha cái. Mong hồng, mong dũng, hàng hiếu. Cha làm ở thị trấn Bì Gia. Chị ơi, lấy cái máy về nghi âm vào.
ăn cơm nhá, kết nhà đó, kết nhà sẽ ăn. Kết nhà xong tạo cái tiền ăn cơm nhá. Điệp ơi, Điệp à, về đây. Cái này mai, cái này mà không ăn này phải à? Mà này bán nghề. Ông máy này béo, mấy cây à? Chả nhây chả bên này cắm cắm đi chứ cắm mấy chữ đi cắm này. Cháu ơi, tạm để mẹ ở lại với con nhé. Nếu con bố cũng tịnh con đi, mình còn khó khăn lắm nè. Cháu cũng chưa lấy vợ em ạ. Bác Lan nhờ các kháng nó khâu đi. Nếu mình đuổi. Nếu mình đuổi. Nên lại ông bây giờ mà. Quay nữa. Nếu mà ta mình ngoài tôi ngoài đường chứ. Thì thờ phụ ngươi đây chứ. Chứ là chứ gạ mình nó có thể hành đây đâu. Tức là ngoài tôi ngoài đường lúc chứ. Nè. Tôi ở chỗ mình hạn này đánh nhìn mi nếu mình đuổi cha mẹ nó ngồi chung một đường đường mình bơ ngủ to lên nhá. Để bố thương châu nhất mà bố mình để mẹ ở lại để chăm châu nữa chứ nhá. Bố còn chưa lấy vợ bố để mẹ lấy vợ ở bên ông ta lúc mà về mình nó ăn ngủ bố ngồi bên người bên bác con đấy để con châu hai đứa cháu. Cháu mình còn bé lắm, mau khỏe cùng con. Đấy, cậu thương con, thương con, thương cháu thì cậu không lấy đi theo được đâu. Chắc cháu còn nhỏ, Châu nó còn chưa lấy vợ nên bố ạ. Thì mẹ còn lo cho Châu nữa. Không thì mẹ, bố lấy mẹ đi, nó không có ai lo cho Châu nữa đâu. Bố nhớ nhá, bố nhớ phù hộ cho mẹ nhá. Ừ bây là đây, ông bây bây. Bố ngứa đi. Ngứa bây, ngứa xuống hút, ngứa rồi bây. Bà lấy châu rồi bông cho chú châu đấy. Ừ. Bà đang hiểu. Bà đây ông quay đâu mới nổng bớ. Ừ bây. Ừ chị bây. Ừ đấy. Bà lại cái đấy mà. Cái mình ngoài tôi ngồi thường. Thường hương đèn phu cây đồng chớ. Có khăn nước không? Thích vào theo gọi nó. Câu lá không quay đáy đâu. Ngồi tôi ngồi thường hứa lúc chớ. Bà thay ngồi lại đi. Ừ. Bà bảo thầy. Ừ nó hứa bên nhau đây. Đấy đi mà. Nhờ thầy khoán mình hứa. Làm như thế nào thì cho bà ừ. Bây giờ liều hát cái đằng này là cả thầy, ta thầy thì hát ngứa. Nghĩa là khó khăn đấy. Rồi thử ra là. Ừ, vậy đây toán được bây đâu mơ. Chứ ngay. Nó thiếu thốn nó đang đâu ấy. Ừ. Đấy là mình bây đâu mơ, đến gặp chị mơ. Ừ. Thế mà nhớ ngồi tôi ngồi dựa thờ phượng hương này nó khu hứa cái đầu chớ. Chú mi. Cái đường bác xích ra là hát ừ. Chị uống rồi, đi rượu này đó.
Đi lấu mít. Bia nhá. Con lấy bia Hà Nội bố. Bố thì bia bia béo. Bố hỏi đi chịu đi. Phải loại bố thích không? Đấy, đây là Hà Nội đấy, mình đừng bố mất bố, con đừng mua cho bố đấy. Bố uống rượu không? Đấy, bố uống rượu. Uống rượu tí con. Rượu nhà mình nhá. Đúng không ạ? Rượu cả nhà mình. Lấu chú thiếu tê vẫn nhằn nữa à? Ngon lắm. Đấy. Có khăn gì bố? Nhiều gạo mình mơ ra đây mà theo anh đơ vào đây. Gì thì bố mới bảo một con. Chứ đừng gọi cho người gần cái đấy. Cho bố. Nhưng mà thiếu răng đế thì cậu. Cháu mẹ. Mẹ đang khó khăn đi. Mẹ cứ muốn theo bảo thầy làm nào mang mẹ lại cho một con. Mẹ đang khó khăn cứ lại cho bùa cho lúc mà năng nấy. Vì nhìn mình năng nấy. Là tăng lồ đấy bố. Nó tốn cái cây đâu mơ. Bố thế bây giờ phải làm nào thì đi. Để con bảo thầy làm cho mẹ quay lại cho con. Mới làm nào? Bố bảo với con với. Thế bây giờ bảo thầy bảo làm nào thì quay lại. Con thứ 8, thứ 9 này. Bé Chin xin ai? Thầy xin biết thứ 8, thứ 9 cho người không? Thầy biết thứ 8, thứ 9 này. Ờ. Thế con bảo thầy xong rồi bố hộ bấm con nhé, bảo mẹ thôi nhé. Bảo biết thứ 8, thứ 9 quay lại nhé. Mẹ đang cố uống gì đâu? Mày đặt nó ăn to mi. Ờ, đặt nó con gái vậy. Ừ. Chúng ta hò lúng là nó đồng bạn mới đặt đầu răng mình đi. Mà lên. Cháu đây vào. Đến đó lên vào đây hề. Nó thấy rồi. Nó Trần đi. Có nhớ không? Nhớ hai thằng không? Lúc nào hai thằng cũng nhắc bố. Hai thằng lúc nào phải cầm mình đau tay và thế. Tôi nhớ không nổi lắm. Hôm nay mới là giải cho cậu mà. Xong đi cậu mới được đi đi chợ. Mấy anh em được. Bớt uống nước. À, cho con biết rồi. Con đi vào mình bố đi, cậu bế. Thế không, nhìn con này. À, thấy hai lá này. Ôi, cháu bê đi. Con thương không? Không? Có. Con thương gì? Con lợi ơi. Con lợi. Con này nói con ơi. Con nghe không? Mấy con thì nhỏ đấy. Đây đây, chị đây, chị. Đây đây, thằng này, thằng lớn này. Chị của ông đây. Con chào ông nội. Con chào ông nội. Con chào ông nội. Đúng rồi. Con chào con nhé. Ông của ông đi con. Ông của ông đi. Đây đây, ông. Đây đây, ông đây. Đây đây, ghế như này. Ông phải thương ai cháu nha. Ông mời ông uống nước. Ông phù hợp cho gặp con. Ông uống nước. Đứa gặp mình ngay cả lúc mà ngay. Đó, đặt gò con cái gì. Đứa gặp mình lùa cho ở Quỳnh đúng không? Dạy ở Châu nó bằng toan ý. Cái này ở
Hiền. Ngọc ơi, chào Phùng Hiền, Môn Hà nhá.